Cháp 364-365, trưởng môn khiêm tốn chút, Dương Thụ chém khôi lỗi của Khúc Hằng khiến công pháp của cô ta bị phản phệ. Một tam cảnh nhất trọng nhỏ nhoi lại dám làm ta bị thương, nếu các chủ biết thì sao ta có thể phục vụ bên cạnh ngài nữa. Đánh hắn cho ta trở lại chút hơi thở để tra hỏi. Khôi lỗi gồng hai tay đưa lên trời chuẩn bị nện xuống đầu hai người Dương Thụ và Tiểu Thu. Ngay tại thời khắc sinh tử, Dương Thụ dặn dò Tiểu Thu, tiểu sư muội khi huynh đánh nó và phá hủy pháp khí đó thì muội hãy chạy đi. Tiểu Thu hai mắt khóc ròng nói, vậy còn Dương sư huynh thì sao? Dương Thụ lấy hết sức bình sinh hét lớn, trưởng môn sư bá và sư phụ sẽ báo thù cho huynh. Cú đấm của khôi lỗi cứ thế mà đấm mạnh xuống đầu Dương Thụ. Vụ nổ chấn động khiến đất đá văng tung tóe khắp nơi. Kim Linh vẫn ngồi trên cây thấy vậy liền nói, ngươi đi quá xa rồi, chúng ta vẫn phải moi ra bí quyết dưỡng kiếm thuật của Lạc Hà Sơn từ trong hắn. Cô ta nghe xong liền đáp lại, không cần lo lắng, các chủ có thể soát hồn, hơn nữa ta chỉ khiến hắn tàn phế chứ không thật sự giết hắn. Cô ta cười một cách biên thái, vừa cười vừa nói, biến tiểu ca xinh đẹp này thành một tên tàn phế mới thú vị. Khói bụi mịt mù cũng dần tan ra, thân ảnh của Hắc Đình dần dần lộ diện. Dương Thụ kinh ngạc hỏi, đại sư huynh, sao huynh lại ở đây? Nghe giọng của Dương Thụ vang lên, ba con hồ ly này mới kinh ngạc thốt lên, hửng, hắn không sao hết. Hắc Đình ngay tức khắc truyền âm cho Dương Thụ, sư phụ biết tâm trạng của đệ không tốt nên phái ta đi theo bảo vệ hai người, quả nhiên là có chuyện mà. Kim Linh ở bên này cũng thắc mắc không thôi, tiểu tử này là ai, hắn xuất hiện từ lúc nào thế, vì sao ta không cảm nhận được gì cả. Khúc Hằng tính nóng hơn kem không nhịn được hét lớn, lại xuất hiện một tiểu ca lạ mặt, nhưng nếu ngươi muốn trở thành anh hùng vậy thì ta sẽ nghiền nát ngươi luôn. Dứt lời, khôi lỗi của cô ta liền tung nắm đấm xuống đầu Hắc Đình. Nhìn thấy một màn này, Dương Thụ vô cùng lo lắng hét lên, đại sư huynh, cẩn thận đó. Tất cả những đòn tấn công của khôi lỗi đều bị Hắc Đình né tránh với tốc độ nhanh nhất có thể. Hắc Đình cố gắng tung ra vô số kiếm khí chém về con khôi lỗi nhưng hình như không có tác dụng lắm. Hai huynh muội ở phía sau không khỏi thán phục thốt lên, lợi hại quá, đại sư huynh giỏi quá đi. Dục Huynh chóng cằm suy nghĩ một lúc rồi nói, tên đó mình cảm thấy hình như đã nhìn thấy thông tin về hắn ở đâu đó, nhưng sao bây giờ lại không có chút ấn tượng nào vậy? Bất thình lình Tiểu Thu la lên, ây da. Dương Thụ lo lắng liền hỏi, sao thế tiểu sư muội? Sợi dây này nóng quá, Tiểu Thu chịu không nổi. Nghe xong, Hắc Đình liền chém ra vô số kiếm khí về phía hai người bọn họ và nói, hai người mau đi đi, ở đây giao lại cho ta. Dãy lụa băng cứ như thế bị kiếm khí chém tan nát. Nhân cơ hội này, Dương Thu tiếp tục cõng Tiểu Thu mà chạy. Dương Thu không quên đáp lại, vâng, đệ sẽ đưa tiểu sư muội đến nơi an toàn rồi sẽ quay lại. Pháp khí bị người ta chém đứt, Dục Huynh liền bị thụ thương lùi lại phía sau nói, ngươi lại có thể chém đứt pháp khí của ta, kiếm khí chi lực này hắn là đại tu hành giả ngũ cảnh. Một đại tu hành giả yếu ớt như vậy căn bản không giống đại tu hành giả thật sự, rốt cuộc hắn là ai? Rõ ràng nhìn quen như vậy, sao ta lại không nhớ ra được? Khúc Hàn cười danh mãnh nói, còn dám phân tâm, cơ hội tốt, đập nát đầu hắn. Cô ta lập tức khống chế khôi lỗi của mình tấn công thẳng đến chỗ của Hắc Đình. Lúc này Hắc Đình thở ra một hơi chọc khí, ù. Sau đó dùng sở trường ẩn thân chi thuật của mình ra đối phó, trong lòng thầm nghĩ, lần này có thể ra tay thoải mái rồi. Khôi lỗi đánh đấm tấn công liên tục xuống bên dưới, đất đá khói bụi bay mù mịt. Đến khi khói bụi dần tản đi thì không thấy bóng hình Hắc Đình ở đâu. Khúc Hằng thấy thế vô cùng ngạc nhiên thốt lên, hắn đang ở đâu, trốn ở đâu rồi? Kim Ninh lúc này mới nhắc nhở, mau mở thần thức hắn đang. Lời còn chưa nói xong thì Khúc Hằng đã ăn ngay một kiếm vào lưng, miệng phun ra cả ngụm máu tươi. Lúc này Dục Huỳnh mới chợt nhớ ra bèn thốt lên, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Hắc Đình đứng hiên ngang thầm nghĩ, nhát kiếm này của mình không có làm hại đến tính mạng của cô ta, nhưng có lẽ không thể đứng dậy trong một khoảng thời gian. Dục Huỳnh tay nhanh hơn não chỉ thẳng mặt Hắc Đình nói, hắn là đại đệ tử của Lộ Triều Ca tên là Hắc Đình, hắn là người không có cảm giác tồn tại nhất trong cả Mạc Môn, đến ta cũng quên mất hắn. Nhắc đến cái tên này Kim Linh cũng tỏ ra vô cùng lạ lẫm, Hắc Đình Mạc Môn có người này sao? Hắc Đình khi này chĩa mũi kiếm vào Dục Huỳnh rồi nói, lúc nãy ngươi dùng pháp khí làm sư đệ sư muội của ta bị bỏng, ta sẽ báo thủ thay họ. Dục Huỳnh khoanh tay ưỡn cặp ngực khủng bố của mình ra nói, tiểu ca ngươi đánh giá bản thân quá cao rồi đó. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thầm nghĩ, tuy hắn là đại đệ tử của Lộ Triều Ca, nhưng đúng là người yếu nhất. Hắc Đình vẫn cầm chắc thanh kiếm và nói, đắc tội rồi. Sau đó thanh niên lập tức xuất hiện sau lưng con hàng to bự này mà chém xuống. Nhưng dường như cô ta rất tự tin, nhìn có vẻ không có gì lo sợ cả. Thần thức mở ra, Dục Huỳnh gọi Kim Linh tỉ tỉ. Kim Linh lập tức tốc biến xuất hiện phía trên Hắc Đình. Hắc Đình không kịp phản ứng cảm thán một câu, nhanh quá. Kim Linh dõng dạc nói, tuy cảm giác tồn tại của ngươi rất thấp, nhưng chỉ cần mở thần thức, đồng thời hiểu mục tiêu của ngươi thì không khó để nhìn thấu ngươi. Đại tu hành giả ngũ cảnh không có ai yếu ớt như ngươi cả. Hắc Đình chưa kịp nói lời nào đã bị ăn ngay một cước của cô ta vào mặt, cắm đầu xuống bên dưới. Với cảnh giới này của cô ta, e dự đoán tứ cảnh đại viên mãn, với thực lực như vậy, Hắc Đình hoàn toàn không phải là đối thủ của con hàng lạnh lùng này. Dục Huỳnh vỗ tay bóp bóp vui mừng nói, Kim Linh này quả nhiên là người giỏi nhất trong hạ ngũ tháp chúng ta, vừa rát ai đã xử đẹp hắn. Đám tuyên cơ, Vũ Nhu quả nhiên chỉ xứng làm nền. Kim Linh thầm lắc đầu nói, không, tên Hắc Đình đó vẫn chưa mất hết năng lực chiến đấu. Thanh niên lúc này từ trong đống đất đá khói bụi mịt mù cố gắng đứng dậy tiếp tục chiến đấu.
Hắc Đình liên tục động viên bản thân mình, Hắc Đình, mau đứng lên, mày không thể ngã xuống ở đây, phải tranh thủ thời gian để sư đệ sư muội chạy thoát, mày là đại tu hành giả đó có biết không? Mày là đệ tử của trưởng môn Mạc Môn Lộ Triều Ca. Hán Đình lúc này đã bị trọng thương sau cú vừa này, toàn thân không ngừng run rẩy. Kim Ninh lên tiếng, xử lý hắn trước rồi mang hắn về các. Vâng. Ngay sau đó Dục Huỳnh liền tung ra vô số giải băng về phía Hắc Đình. Thanh niên vừa run vừa nghĩ, tốc độ nhanh quá, mình thật sự có thể thắng đối thủ này sao? Nếu ta thất bại ở đây thì Dương Thụ và Tiểu Thu cũng sẽ bị bắt. Đầu thì nghĩ nhưng tay Hắc Đình vẫn nắm chặt kiếm lắp bắp nói, chỉ dựa vào mình thì có thể làm được chuyện gì, mình chỉ biết rửa chén quét sân. Mồ hôi cứ tuôn xuống như mưa, Hắc Đình tiếp tục trấn an bản thân, không thể suy nghĩ như vậy, mau bình tĩnh lại. Hắn động viên bản thân mau nhớ lại bình thường sư phụ đã dạy cho mình cái gì. Ký ức hiện về, cảnh tượng hiện ra lúc đó Hắc Đình thường xuyên luyện kiếm với Lộ Triều Ca. Vì quá sợ nên lúc nào cũng nhắm mắt không dám đối diện mũi kiếm của sư phụ mình. Lúc ấy Triều Ca chém phăng kiếm gỗ trên Hắc Đình rồi hét lớn, mở mắt ra. Hắc Đình một mắt nhắm một mắt mở từ từ nhưng tay vẫn che phía trước mặt. Nhìn sư phụ mình qua kẻ mấy ngón tay, Lộ Triều Ca nói, con biết kẻ thù lớn nhất của mỗi người là ai không? Hắc Đình ngập ngừng đáp, dạ, chưa kịp trả lời sư phụ đã nói thay, đó là nỗi sợ. Là nỗi sợ không dám đối mặt với đối thủ cường đại, là nỗi sợ không có lòng quyết thắng, là nỗi sợ làm rối loạn hành động của chính mình. Chỉ khi chiến thắng nỗi sợ con mới có thể nắm chắc chiến thắng, cho dù đối thủ có mạnh đến mức nào. Nhớ lại những lời này, Hắc Đình cắn răng tự nhủ trong lòng, sư phụ nói không sai, mình phải chiến thắng nỗi sợ không thể mất bình tĩnh ở đây. Hắc Đình tiếp tục cầm kiếm đứng thẳng người nhìn về phía trước. Ngay lúc này vô số dãy lụa ban đồng thời bủa vây từ phía của Hắc Đình. Cậu ta vung kiếm chém vào chỗ mà cô ta vừa xuất hiện. Kim Linh giật nảy mình sửng người né tránh, hắn theo kịp tốc độ của mình rồi. Hắc Đình thuận thế cầm kiếm tiếp tục lao lên tấn công. Nhưng với nhiêu đó dường như vẫn chưa đủ gây ra uy hiếp quá lớn, cô ta nghĩ thầm, ánh mắt của hắn thay đổi rồi, nhưng muốn thắng ta vẫn chưa đủ đâu. Bỗng nhiên chiếc vòng lục lạc trên chân cô ta tỏa ra lực lượng hỏa diễm nồng đậm tạo thành một đôi giày đồng linh. Vừa thi triển biến ảo cô ta vừa nghĩ, pháp khí giày đồng linh của mình có thể nâng cao tốc độ của mình, giờ xem hắn còn có thể theo kịp mình không. Giờ đây kiếm của Hắc Đình chém ra như chém vào không khí, Hắc Đình thầm nghĩ, lại tránh được, tốc độ của cô ta còn nhanh hơn lúc nãy. Kim Linh di chuyển nhanh đến mức tạo ra vô số tàn ảnh trước mặt Hắc Đình. Không thể nhận diện được đâu là bản thể thật của Kim Linh, Hắc Đình thầm nghĩ, cô ta muốn làm loạn tầm nhìn của mình. Đột nhiên Hắc Đình chém ra vô số kiếm khí phá nát các giải băng, sau đó trực tiếp lao đến chỗ Dục Huỳnh đang đứng. Hắc Đình phán đoán, thực lực của cô gái áo đỏ đó không mạnh tấn công kẻ yếu trước. Dục Huỳnh thấy vậy vô cùng hốt hoảng hét toáng lên, Kim Linh tỷ tỷ, hắn xông đến chỗ ta kìa. Hắc Đình xuất toàn lực còn lại mà lao đến, đánh bại một người cho dù là một người cũng tốt. Con hàng Dục Huỳnh liền bung lụa và hét lớn, ngươi tưởng ta sẽ đối phó sao? Nhưng hai bên còn chưa kịp xuất thủ thì đôi giày đồng linh đã xuất hiện trước mặt Hắc Đình. Cô ta tiếp tục tung một cước vào bụng Hắc Đình. Chưa dừng lại ở đó cô ta liên tục tung 7-7-4-9 cước liên tục khiến Hắc Đình bị bắn đi như một quả bóng theo hình rích rắc. Sau đó mới đạp một đạp cuối cùng khiến cả thân hình Hắc Đình cắm thẳng vào mặt đất. Kim Linh hạ xuống từ từ nói, ngũ cảnh yếu nhất, suy đoán của ta quả nhiên không sai, ngươi đúng là đã khiến những người đạt ngũ cảnh mất mặt. Mặc dù không còn tí sức lực nào nhưng Hắc Đình vẫn cố chĩa mũi kiếm về phía Kim Linh. Cô ta liền đá phăng thanh kiếm của Hắc Đình qua một bên và nói, nực cười, với thực lực như này còn muốn bảo vệ sư đệ sư muội của ngươi sao? Đột nhiên Dương Thu và Tiểu Thu rớt cái bịch với tấm lưới bao quanh người. Kim Linh thấy thế lên tiếng, từ lúc bắt đầu các ngươi đã không thể trốn thoát rồi. Dương Thụ và Tiểu Thu không chạy thoát được bởi vì Thiên Cơ Các đã phái người mai phục rồi tóm gọn hai người họ bằng thiên la địa võng. Nhìn thấy Hắc Đình tả tơi sơ mướp thế kia, hai người hốt hoảng hét lớn, đại sư huynh, đại sư huynh. Hắc Đình nằm trên mặt đất hoàn toàn bất lực trong lòng thầm nghĩ, nếu mình bình thường cố gắng hơn chút thì có thể giống như sư phụ bảo vệ bọn họ. Là do mình quá lười biếng, luôn nghĩ sư phụ có thể xử lý tất cả mọi chuyện. Dục Huỳnh bước chỗ Khúc Hằng đang nằm rồi nói, muội muội thật đáng thương, không nhìn thấy được cảnh tượng thú vị này. Một lần có thể bắt được ba đệ tử của Mạc Môn, lần này ta và Kim Linh tỷ tỷ lập được đại công rồi. Kim Linh liền quay người đính chính chất nghịch, đều do ta bắt, không liên quan đến ngươi. Dục Huỳnh nghe vậy bất đắc dĩ ngớ người, trong vẻ mặt thì khá là thất vọng cô ta liền nói, Kim Linh tỷ tỷ, tỷ đừng nói như vậy, trong số ba người này có một người có quan hệ mật thiết với tháp chủ của chúng ta. Kim Linh quay lại hờ hững hỏi, đó là ai? Dục Huỳnh nghe hỏi liền giả nai đáp lại, nếu không có liên quan đến ta thì ta cũng không có hứng thú nói. Thái độ Kim Linh không quan tâm lắm, mặt lạnh như tiền nói, nếu đã không muốn nói, vậy thì đừng nói. Sau đó cô ta quay lại bảo đám thuộc hạ, đưa bọn họ về các. Vâng. Liên tục quê độ với cô tỷ tỷ này, Dục Huỳnh chủ động lên tiếng. Tỷ tỷ ta nói, Hắc Đình đó chính là con cờ do đích thân thân chủ bố trí. Khi hắn sinh ra đã được các chủ chỉ định là ác quỷ mang ma căn sát nghiệp ngập trời. Kim Linh quay lại, tiếp tục nói. Vâng. Dục Huỳnh bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện, nhưng thật sự tất cả mọi chuyện đều là thuyết âm mưu do chính tay các chủ bày ra. Khi đó Hắc Đình còn được cha mẹ đang bế trên tay, chàng nhìn Hắc Đình nhà chúng ta đi, rất giống chàng đó. Ha ha ha, đột nhiên lúc này có tiếng đẩy cửa bước vào. Mẹ của Hắc Đình liền hỏi, có khách đến sao? Cha Hắc Đình vội bước ra chào hỏi, vị nhân gia ông đây là?
Chưa kịp nói hết câu, một luồng tử khí hắc ám từ trong chiếc gậy của lão già kia xông vào cha Hắc Đình khiến cho ông ta chết khô ngay tại chỗ. Mẹ Hắc Đình hốt hoảng bồng con hét lớn, "Tướng ông ơi, chàng..." Còn chưa kịp đâu buồn khóc la thì bà ấy đã chung số phận với tướng công của mình. Hai vợ chồng cứ như vậy mà biến thành hai cái xác khô quắc khô queo, chỉ còn lại một mình Hắc Đình nằm trên đất khóc khô cả cổ họng. Lão già kia tiếp tục truyền khí hắc ám vào người Hắc Đình và nói, "Còn có ngươi." Sau khi Hắc Đình hấp thu hết hắc khí của ông ta, thì lão vô cùng phấn khích cười quỷ dị nói, "Tiểu ác quỷ, mấy năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau." Đứa bé Hắc Đình lớn lên dưới sự mặc cảm vô số chỉ trích và đau khổ của những người xung quanh đổ lên người cậu ta. Tên này ma căn đã ngấm sâu vào, sau này chắc chắn sát nghiệp ngập trời, các ngươi phải cẩn thận với nó. Sau này nó sẽ hại chết tất cả các ngươi. Ma căn của nó đã thâm sâu, nó không phải là người, chúng ta đều sẽ chết trong tay nó, ta không muốn chết. Mau đuổi nó đi, nó còn nhỏ như này, nếu đuổi nó đi thì nó nhất định sẽ chết, cứ để nó chết đi. Ngay từ đầu lão ác nhân này đã gieo vô số căm hận vào đầu Hắc Đình, cứ căm hận như vậy đi, hận thế giới này đi. Sau đó biến thành ác ma chém giết thế giới này, ha ha ha, số phận của ngươi chắc trở đều là ý trời. Nghe xong câu chuyện, Kim Linh mới hiểu ra, thì ra các chủ sớm đã có kế hoạch, giết chết cha mẹ hắn rồi biến hắn thành kẻ ngốc, dẫn đến mọi người đều sỉ nhục hắn, khiến hắn cam hận thế giới này. Không hổ là các chủ của Thiên Cơ Các. Hắc Đình vô cùng sốc khi nghe được chuyện này, thì ra cha mẹ của ta đều bị các chủ của Thiên Cơ Các, thì ra tất cả đều là do hắn hại mình. Cậu ta tức giận gồng mình chửi lớn, khốn kiếp khốn kiếp, khốn kiếp lũ khốn kiếp các người. Cậu ta muốn gượng dậy nhưng đã bị Kim Linh dùng chân đè xuống. Kim Linh liền nói, nhưng vì sao bây giờ hắn lại trở thành đệ tử Mặc Môn, cũng chưa từng có hành vi báo thù thế giới này. Ma căn của hắn không phải đã ngấm sâu vào rồi sao? Dục Huỳnh ngẫm nghĩ bối rối đáp lại, chuyện này ta cũng, trong lòng thầm nghĩ. Chuyện phía sau mình cũng không biết, trong kho lưu trữ cũng không có ghi chép gì, chỉ có một mình các chủ biết. Ngay đúng lúc này lại có một giọng nói quen thuộc vang lên, đó đương nhiên là vì bản tọa. Hai người kia vô cùng hốt hoảng mà hét lớn, là ai, ai đang nói chuyện? Kim Linh còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một đường kiếm khí vô cùng mạnh mẽ chém xuống, bất giác một cái chân của cô ta đang đạp trên đầu Hắc Đình của cô ấy bị cắt lìa ngọt xớt. Tốc độ nhanh đến mức dây thần kinh không kịp truyền cơn đau đến sóng não. Kim Linh mặt tái mét hét lớn, là ai, mau cút ra đây. Dục Huỳnh thủ thế banh hai chân ra hét lớn, Thiên Cơ Các làm việc, lẽ nào các hạ muốn làm kẻ thù của Thiên Cơ Các ta? Bóng người xuất hiện ngầu lòi ngay tại vị trí trung tâm ánh trăng dần hiện ra. Triều Ca liền nói, ta là Lộ Triều Ca của Mặc Môn, kẻ làm hại đệ tử Mặc Môn ta đều đáng chết. Lần này Thiên Cơ Các tới câu chuyện với anh Lộ thật sự rồi. Đã kết thúc tập 364 và 366 của bộ truyện tranh Trưởng Môn Khiêm Tốn Chút rồi. Các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.